Hello everyone, welcome to Battambang province, and this is Pooy wholesale market. So welcome, and let's go inside and see what they have. Và tôi chỉ khơi chứ nó không xa nướng bằng lá hay nướng phai chưa từng ớt nữa sẽ tẩy dột mọi vị đàn ấy thay bạn á. All fruits and vegetables in this wholesale market are from Thailand.